Xin chào các bạn, hôm nay thì mình muốn giới thiệu với các bạn một sản phẩm rất là thú vị. Đó là đèn bàn của Livano. Và ngay lập tức đây mình sẽ đi luôn vào nội dung chính. Những cái điều thú vị nhất mà mình muốn giới thiệu với các bạn về chiếc đèn bàn Livano này. Thì đầu tiên là các bạn nhìn thấy không? Đây là cái bộ điều khiển hoàn toàn là cảm ứng. Chỉ đây là cái ánh sáng lớn nhất. Và mình có thể chỉ cần chạm tay vào cái phần ánh sáng bé nhất, thế là đèn sẽ chuyển màu sáng nhẹ nhàng như thế này. Rất là dễ. Cái phần điều khiển của nó hoàn toàn cảm ứng. Khi các bạn muốn tăng mức độ sáng như nào thì các bạn chỉ cần di tay trượt trên cái thanh điều khiển ánh sáng này. Đấy. Thì đèn sẽ thay đổi ánh sáng dựa theo cái mà mình trượt tay trên nước này. Thì đèn có đến 5 cái level, 5 cái mức ánh sáng khác nhau. Các bạn có thể lựa chọn. Đây là ánh sáng cao nhất, còn bây giờ mình muốn giảm ánh sáng thì mình sẽ trượt xuống nấc dưới. Và muốn giảm xuống nấc cuối cùng, mình lại trượt đến nấc tiếp theo cho đến mức bé nhất. Và muốn tăng ánh sáng ngay lập tức và không cần phải trượt thì các bạn có thể chạm tay vào cái điểm cuối cùng thì đèn sẽ sáng lên. Đấy, điều thú vị. Và tiếp theo cái điều thú vị, các bạn nhìn thấy cái hình xoáy ở đây không? Bây giờ mình sẽ chạm tay vào hình xoáy này cho các bạn thấy nha. Một, các bạn đã thấy sự khác biệt chưa? Hai, ba, bốn, năm. Đấy. Và bây giờ là trở về cái mức ban đầu. Thì coi như là có 5 cái màu sắc ánh sáng khác nhau, chuyển từ cái màu trắng sáng cho đến màu sáng vàng. Để các bạn có thể lựa chọn được cái màu sắc ánh sáng này phù hợp cho cái công việc mình làm. Ví dụ như là cái màu không quá sáng và đủ độ sáng vàng này thì trong quá trình học tập hay đọc sách mình cảm thấy rất là thoải mái. Hoặc là các bạn cứ chuyển sang màu vàng hơn như thế này thì cảm giác nó sẽ thư giãn cho mắt của mình nhiều hơn. Đấy, màu vàng sẽ chuyển sang càng ngày là càng vàng sậm lại nếu như mà các bạn muốn thay đổi. Và ở cái ánh sáng vàng này kết hợp với cái mức ánh sáng yếu nhất như này thì các bạn hoàn toàn có thể biến một cái chiếc đèn bàn trở thành một cái đèn học, một cái đèn ngủ. Với ánh sáng như này là mình có thể làm đèn ngủ được rồi. Đấy. Mọi cái điều khiển nó rất là dễ dàng và nó hiện đại. Bây giờ mình sẽ chuyển sang ánh sáng. Với ánh sáng trắng nhất này là khi các bạn muốn tăng cường cái việc mà các bạn làm việc ấy, thì các bạn có thể để chuyển sang cái màu sáng trắng như thế này. Và cái phần thứ hai mình muốn giới thiệu nữa chính là cái thiết kế của đèn. Cái nhất là cầm đèn rất là chắc. Đế đèn được thiết kế rất là nặng để trở thành một cái trụ đứng vững cho đèn. Ngoài ra thì mọi cái thần thanh ở trên này nó có rất có đến 3 đốt. Đốt thứ nhất là cái phần đốt ở phần đầu đèn này thì các bạn hoàn toàn có thể xoay. Các bạn có thể xoay đến tận góc 360 độ. Đấy, các bạn thấy không? Rất là linh động. Và mọi cái chi tiết đều thiết kế rất là chắc chắn. Ngoài ra thì các bạn còn có thể xoay theo chiều là lên xuống nữa. Đấy, các bạn có thể dựng thẳng đứng lên để mình lên tối đa xem được bao nhiêu. Đây, góc này thì gần như là góc 135 độ. Và các bạn có thể gập thẳng đứng xuống như thế này. Góc đèn thay đổi rất là linh động. Ngoài ra thì cả cái thần thanh đứng ở đây nó cũng có thể thay đổi. Và khi các bạn muốn đèn vươn dài ra đến cái vị trí mà các bạn muốn chiếu sáng tập trung nhất thì các bạn cũng hoàn toàn thay đổi được cái thanh đứng này. Thanh trụ đứng này thay đổi thì sẽ làm cho cảm giác các bạn là nó đèn nó như cánh tay kéo dài ra, vươn dài ra đến cái vị trí mà các bạn muốn sử dụng nhiều ánh sáng nhất. Đây. Mọi cái trần chi tiết này, những cái phần cố định ở đây được thiết kế rất là chắc. Khi các bạn di chuyển, các bạn không thể thấy nó lỏng lẻo hay là thấy nó dão kiểu như là chất lượng kém ấy. Nhưng ở đây chất lượng mình thấy được đánh giá là đèn thiết kế chắc chắn, chất lượng sờ vào thì rất là thích mượt cái phần nhựa bóng ở bên ngoài. Một cái đèn bàn mình thấy rất là tiện dụng và hữu ích. Nó, những cái chức năng của nó thiết kế là mình cảm thấy là xài rất là
Vừa và cần thiết và đủ công năng cho một chiếc đèn bàn. Còn giờ mình sẽ tắt điện đi để cho các bạn thấy được cái màu sắc và là thiết kế cụ thể hơn của đèn. Thì đây là đèn bàn của Livano, đây là màu đen. Nhựa rất là bóng, mượt. Và cái phần nhiệt nó tỏa ra này gần như rất là ít. Ngoài ra đây là cái chiếc đèn LED này, nó còn giúp các bạn tiết kiệm được năng lượng đến 74% cơ. Nhiệt lượng tỏa ra rất là ít, gần như là nó không nóng giống như những cái đèn sợi tóc ngày xưa mà mình ngồi học ấy, đến mùa hè là nóng toát lên. Học thì phải bật đèn nhưng mà bật thì sẽ rất nóng, như với đèn như này, với đèn LED nó rất là tiết kiệm năng lượng và nó không bị đun nóng cái phần không khí, làm hâm nóng cái không khí của mình, nên là cảm giác rất là thoải mái. Còn đây mình có thể chạm tắt. Cái phần mà dây đèn ấy, dây cắm đèn ấy, nó rất là an toàn nữa. Bạn nhìn thấy cái phần này, phần cắm giống như một chiếc điện thoại cũ của mình có thể chạm tay vào đây mà không hề bị giật. Nói chung đây là một thiết kế rất là tối ưu và vừa an toàn mà lại vừa gọn nhẹ. Đó. Mình rất thích cái phần thiết kế kiểu dây điện như này. Cho dù mình có để ra ngoài như này thì vô tình chạm vào cũng không sợ, giống như các cái ổ cắm, các cái chân cắm thông thường. Còn phía đằng sau đèn ở đây thì các bạn ngoài cái phần cắm điện ra còn có thêm cả một cái cắm USB, là các bạn có thể cắm cái đầu USB ở đây để sạc qua cái đèn này, giống như sạc điện thoại hay thứ ấy. Nó rất là tiện. Mình thích cái thiết kế của đèn Lavano này. Đấy là mình vừa mới giới thiệu xong với các bạn về toàn bộ về chiếc đèn bàn Lavano. Đây các bạn có thể xem và nhìn cụ thể hơn. Kế rất là tinh xảo. Và nếu như để đặt hàng thì mời các bạn vào website vuto.vn hoặc liên hệ trực tiếp với chúng mình qua Facebook Shop Vuto hoặc theo số Viber Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn đã xem.